Hay lắm, chúng ta đã chạy rồi. Oh. Oh my god. Rồi, dính đòn luôn. Một vụ nổ bom nguyên tử các bạn ơi. Cái mẹ không. Oh my god. No. Qua. Yo, và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Call of Duty phần 4 Remastered nha các bạn. Thì mình đang chơi một chiếc trực thăng được vũ trang rất là hiện đại, được trang bị súng phóng lựu nè. Đó, cho mình bắn cho bạn xem ha. Đó, thấy chưa, trang bị súng phóng lựu mà bắn liên thanh luôn. Ai đây? Ấy chà. Ok, ok. Chúng ta sử dụng súng phóng lựu này để đứa nào dưới bắn vậy ta? Để bắn hạ những cái thằng trên nóc nhà này. Đó. Tụi nó đông lắm nha. Cũng như là bắn hạ mấy khẩu pháo trên trên nóc nhà luôn. Ở dưới tụi nó quá đông à. Xe tăng này, cái đó là xe thiết giáp nha. Đó. Wow, chỗ nó đông vậy ta. Nhớ hồi xưa mình chơi đâu có vụ mà nó chiếc xe tăng này ta, nhưng mà chơi lâu quá quên rồi, không nhớ nữa. Đây là một phần được làm lại mà mới lắm mà. À tụi nó kìa. Coi như mình cái súng này là có khả năng mà cài nát hết nguyên cái bản đồ này luôn. Súng này mạnh lắm các bạn. Nhưng các tiếng nó chỉ gắn trên máy bay thôi. Đu cán nát luôn. Hay, ngon. Chiếc xe tăng đó hình như tới 7 mấy tấn nữa các bạn. Chiếc này nè, M1 Raham nè. Nó khá là nặng nha. À, chúng ta phải dọn mấy cái nhà này hả? Đù, rồi nóng rồi, nóng súng rồi. Khi bắn chúng ta phải để ý nhiệt độ của cây súng nha. Nóng quá là nó sẽ dừng lại mấy giây á, cho nó nguội bớt rồi nó mới bắn tiếp được. À, kìa, khói xanh là cái gì đây? À đù. Nó chạy dưới kìa. Đừng có giờ với anh nha. Hình như là biết rồi. Chở lính. Rồi mình xuống tham chiến luôn. Cái gì vậy? Bấm lộn nút các bạn ơi. Định mệnh bấm lộn nút. Thấy nguyên quả quả lát. Lấy súng lục ra chơi luôn nè. Tập chấp tụi mày luôn. Không thèm cầm súng dài luôn. Dán chơi mà. Quê. Ow. Thôi, giỡn nhiều đủ rồi. Ê. Nóc hai em. Nãy thấy thằng. Ê bồ lộn. Xin lỗi quá muộn rồi. Giúp nó hết mấy viên. Thấy không? Súng ngắn nhưng vẫn ngon nha. Thôi lượm cái súng dài của tụi nó đi. Tụi này hết súng rồi các bạn ơi, không có súng gì lạ lạ cho mình cầm hết trơn. Đây. Nó, cây này ngon nè. Shotgun nè.
Dùng để căng chiến là số 1 luôn. Laptop đây. Này, này. Mày ngó cái gì hả? Á đù. Á đù. Mình phải lên lầu dọn cái tô trên lầu mới được. Lắp đạn. Lắp cho đàng hoàng vô. Mới lên được chứ. Ú, RBK kìa, RBD. BD BD RBD là sử dụng băng đạn tròn đó các bạn. Còn RBK sử dụng băng đạn dài. RBD là cái thể loại mà băng đạn nhiều đạn đó. Chữ D là chữ viết tắt của chữ RUM đó các bạn. Đại loại là chữ RUM đó nghĩa là nó cộng thêm đó. Nó nhiều hơn cái phiên bản bình thường. Ôi. Đó. Gặp thì cái việc sấy như thế đây. Rồi lên lên lên. Go go go. Rồi, chúng ta lại tiếp tục ôm cái súng này. Mình là pháo thủ mà. Rồi, trúng đạn. Rớt con mẹ nó luôn. Đó. Chuông chuông rớt rồi. Thằng đó bắn hay thiệt. Bắn trái cái đuôi của người ta luôn. Bắn trúng động cơ hay gì đó. Tao phá nát nhà tụi mày. Bắn bừa nè. Bắn không cần hỏi ai luôn. Rồi đáp xuống thôi. Mấy chú mà lúc đầu ra là ăn đấy. Ok, hình như là chúng ta phải đáp xuống một cái khu vực nào đó để chạy ra khỏi cái chiếc máy bay này. Sau đó đi cứu thằng bạn của mình. Chỗ cái chiếc máy bay mà vừa bị bắn rơi đó các bạn. Mình nhớ nhiệm vụ này rồi. Có tính thời gian kìa mọi người ơi. Nó tính thời gian kìa. Một phút mấy chục giây thôi. Đó. Chúng ta đang vác thằng bồ một trên lưng mình. Nhiệm vụ này chắc là hoành tráng lắm đây. Xong. Very good. Cái này là cô phi công chứ không phải là thằng. Nãy kêu bằng thằng. Đó, cài nát hết. Cái gì á, lũ đạn kìa. Ôi. Hay quá. Bộ mình bay lên kịp. Cho tụi mày đuôi này. Hay lắm. Chúng ta đã chạy rồi. Oh. Oh my god. Rồi, dính đòn luôn. Một vụ nổ bom nguyên tử các bạn ơi. Thấy mẹ không? Oh my god. No. Quá. Ah. Tắt đài. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Ok, sau khi thì chiếc máy bay của chúng ta gặp nạn do một quả bom nguyên tử đã phát nổ, thì máy bay của chúng ta đã rớt xuống dưới thành phố rồi. Mình thì vừa mới tỉnh dậy thôi, còn hoa mắt. Đó, mọi thứ rất là điêu tàn rồi.
Hiện tại thì mình chỉ nhìn thấy những đống đổ nát và lửa. Mọi thứ đã bị cháy rụi, cho tàn bay khắp nơi trong không khí luôn. Chắc là hoang tàn hả các bạn. Oh no, kìa nhà sập luôn kìa. Ê, có một đứa bộ còn sống. Hay quá, nhiều đứa còn sống các bạn ơi. Cũng có một số đứa chết rồi. Đây, trước mặt mình là hai đứa bồ. Bên phải mình là cái nhà đổ nát. Rồi, anh phi công nãy còn đứng, giờ lết luôn rồi kìa. Trời ơi, nguyên một cây nấm nè các bạn. Đây là điển hình của một vụ nổ bom hạt nhân đó nha. Một cái cột khói hình cây nấm, kèm theo đó là lửa, sáng rực cả một bầu trời luôn. Bom nguyên tử này mà kiểu như nổ ban đêm đó các bạn, là có thể biến ban đêm thành ban ngày luôn á. Nó rất là sáng. Một quả bom nguyên tử là có thể bằng hàng triệu tấn hàng triệu tấn thuốc nổ TNT các bạn. Wow, chúng ta đã nhảy sang nhiệm vụ của một cái nhóm đặc nhiệm khác. Nhóm này ta kêu là nhóm S gì đó các bạn nói đó, các bạn bình luận ở phía dưới comment của bằng bình luận video các bạn. Nhóm này nhóm gì mình quên này. Nhóm này thì hoạt động kiểu như bí mật thôi, chứ không có bắn nhau giống như ở trong thập hố được. Tụi này không phải là quân đội, tụi này là nhóm đặc nhiệm. Để mình vào nhà mình kiếm rồi, thế nào cũng có cái laptop ở đây thôi. Vô mình thấy cái nhà ở đây thấy nghi nghi. Để mình vào mình đục cái. Không có ta. What the hell. Không có thiệt tình luôn hả. Mấy con bồ, thằng bồ chạy bỏ mình này. Ở đây. Mình không nhớ là có cái nhiệm vụ này ta. Do mình không có chơi cái phần này lâu rồi. Nó phát hiện rồi kìa. Ê chó. Nói chung là trời ban đêm nên cũng khó, hơi khó nhìn ha. Chết. Chết. Chết này. Chết này. Ý, AK. Có nên lấy AK không ta? Lấy AK đi. Lấy AK sấy cho nó sướng. Ok, trong nhà có ai không? Có laptop gì không? Đâu có. À, đây đây. Chúng ta đã lấy được 10 cái. Trên 30 cái.
Này. Này. Bọn này chài cối ghê. Cho tụi bay đuôi này. Nè, chúng ta sẽ gọi trực thăng hỗ trợ hay gì nè. Xa quá nó bắn không tới các bạn. Đâu trực thăng gì đâu. Thấy chưa. Wow. Hay quá anh ơi. Dừng bắn mày, để tao tiến vô coi. Ok, trên lầu tụi nó đã bị tiêu diệt hết rồi. Mình thật sự không nhớ cái nhiệm vụ này luôn á. Không nhớ luôn. Không còn một chút ký ức nào. Ai? Bình mệnh. Mình tưởng chiếc này là xe không không mà không có người. Ai vậy nó bắn cho sắp mặt. Oh my god. Rồi chết. Tụi này nó ăn mặc sao giống tụi Trung Đông quá ta. Rồi tới lúc móc RBK ra sấy rồi. Giờ mình quăng quả mù vô đi ha. Rồi sau đó mình nhảy vào cho nó an toàn. Ê! Trời ơi bộ hết hồn. Ok, nhà bên kia có nữa kìa. Oh my god. Ok các bạn, riêng cái nhà phía bên đây mình phải gọi trực thăng bắn nó thôi. Đợi tí đi. À, vô vô, leo lên leo lên. Mày đợi đi con, lát có trực thăng tới đấy. Rồi mày sẽ biết tay. Đó, hay quá. Trực thăng nhìn quá đẹp luôn. Rồi mình bắn cháy hết mấy chiếc xe này mới được. Chứ không lúc mình nấp vô là tụi nó sẽ phá hủy chiếc xe mình chết luôn. Ây da.
Chúng ta đang hình như là lục soát cái ngôi làng để tìm cái thằng nào đó các bạn. Có một thằng. Không có ai ở đây cả. Trên lầu, trên lầu. Ok, nhà này không có thì chúng ta phải đi sang một cái nhà khác thôi. Chuyển hết đi, từ cái nhà này sang cái nhà nào, mập quá. Quê. Rồi, cách chúng ta 30 mét, có một cái nhà. Oh! Bọn mày vừa phải thôi nha. Wow. Trời ơi. Ok, hồi nãy nó hiện cái thông tin nó nói là giá có một quả tên lửa Tomahawk là 900.000 đô la. What the fuck? Có mắc thế. 900.000 đô la tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu các bạn? Hình như là mười mấy tỷ đó. Mắc lắm đó. Cho một quả tên lửa thôi. Rồi, chúng ta sẽ gọi trực thăng hỗ trợ xử cái nhà này. Căn nhà này quá đáng lắm rồi. Tụi nó núp trong đó kỹ quá. Trực thăng ơi, tới đây. Ê bồ. Mấy bồ xuất hiện bất ngờ quá là mình. Yeah. Wow. Gọi bộ xuất hiện liền. Yeah, oh yeah. Cài nát cái nhà đi em ơi. Mình sẽ đột nhập bằng cửa sau. Hồi nãy bị một thằng nào đó đứng ở đằng sau nó bắn mình chết. Đằng sau không có cửa, phải đi cửa bên hông. Hello. Hình như chúng nó chết hết rồi. Đổi khẩu. Cái này là khẩu gì đây? Uzi hả? Đổi súng mới đi. Tụi nó trên lầu. Ok, trên lầu tụi nó chết hết luôn. Chiếc trực thăng của chúng ta quá hiệu nghiệm. Không còn thằng nào còn sống cả. Rồi. Ủa cái nhà này mình nhà này mình lấy rồi mà ta. Đây nè. Sao nó cứ hiện trên bản đồ hoài vậy? Ôi. Trời ơi. Ủa nhà này mình lục soát chưa ta? Sao còn quá nhiều nè. Rồi xong rồi.
chuyển thôi. Vậy là chỉ còn một căn nhà cuối cùng thôi. Cái đó là một cái trại các bạn ơi, cái nông trại. Mấy con bò chết hết rồi nè, bò sữa nè. Bò sữa này ở ngoài đời mắc lắm đó, một con hình như là mấy chục triệu hay gì đó các bạn. Một con mấy chục triệu á, mấy chục hay là cái trăm triệu gì đó mình quên rồi, mà nó mắc hơn bò thường dữ lắm, mắc cả mấy lần luôn. Tiến lên. Mấy em cứ diệt lên đi, đang cover chưa? Súng gì đây? Ôi, súng nó xàm. Chuẩn bị. Đúng. Wow. Nè, chúng ta đã bắt được cái thằng đầu sỏ rồi. Hay lắm. Chúng ta đang tra tấn nó. Nhìn nó đánh vui thiệt đó các bạn. Đánh thì mắc cười cũng chết. Chết chứ con. Mệt chứ hả? Oh my god. Thôi rồi. Nó hét sót luôn rồi các bạn ơi. Nó không thèm lấy thông tin nữa.